Hi. Xin chào các bạn quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta tiến hành bắt bệnh và chữa bệnh chiếc Alac. Alac này là dòng đời cuối 22 đầu 23 nha các bạn. Nó về Việt Nam mình chắc 2013 là nó có mặt rồi. Bây giờ là cái bánh này nó rất là bị cứng không? Các bạn thấy mình quậy. Rất là cứng không? Quay lòi hai mắt ra luôn. Cái này nếu nhiều người nghĩ vô là nó bị bó thắng nhưng mà thật ra không phải nha bạn. Thắng có độ rơn. Đó, thắng có độ rơn này, chứ bạn không bị bó thắng nha. Mà mình muốn biết bó thắng hay không, mình chỉ cần nổ máy. Nổ máy lên mà bánh nó quay được thì không phải bó thắng nha. Mình nổ máy cho các bạn coi này. Bánh quay thấy chưa, bây giờ là không phải bị bó thắng nha các bạn. Cái này là cắn cắn bị trong nồi nha, bây giờ chúng ta tháo nồi kiểm tra ha. Mình giữ kiểu gì nè, cũng phải ra hết nha. Cơ tay mình là sướng hết. Thank you.
Rồi bạn thấy chưa, rớt cái này ra nè, cũng chơi rớt này ra nữa nè, thơm quá. Ngày chạy là không có bộ dưỡng, nhìn xe bắn chơi. Chabi luôn nha bạn. Đi còn tốt nè. Chóc cái luôn, chóc một cái hai người. Ba cái, chóc cái luôn. Chúng ta được 3 miếng, miếng ở lát đầu. Rất chín rồi nè. Rồi xe bị mấy nguyên nhân này các bạn, chỉ cần mua qua càng để thay cho là xong ha.